Hello, xin chào tất cả mọi người. Như mọi khi, lời đầu tiên xin cho phép tôi được gửi những lời chào và kính chúc sức khỏe tới quý ông, quý bà cùng các quý đại biểu, khán giả. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ chữ E kéo dài. Một lần nữa xin được nhắc lại, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, cũng vì một vài lý do mà mình phải dùng giọng lồng tiếng này. Mong mọi người thông cảm, cơ mà mình thấy có cũng hay, đâu có tệ lắm đâu, đúng không nào? Giờ vì vào chuyên mục bốc phét thôi nhỉ. Mở đầu video mà đã mở được Ember luôn rồi, quả là may mắn mà he he he. Mà mình muốn nói một chút về server mới được mình mở, hiện tại thì nó vẫn còn khá mới và mình cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để đặt luật, vì thế lên trong server trộm cắp nó lộng hành nhiều quá, mà trộm ai ca trộm, nó lại đi trộm của mình mới ghê chứ, còn nằm ngủ luôn ở trong buồng trứng của mình, đi ăn trộm mà ngu, ăn luôn cái ban vào mồm. Cuối tuần này mình sẽ dự tính để chế độ PVXC, mà số người bình chọn PVE nhiều quá, vậy nên hiện tại mình cũng đang cân nhắc, tiện cũng nói luôn, khả năng cuối tuần này sẽ có eventer, vậy nên mọi người ai còn chơi trong server của mình thì nhớ tham gia để đoạt được những phần thưởng hấp cờ mờ nó dẫn nha. Nói là hấp dẫn nhưng thật ra cũng không có gì nhiều, vỏn vẹn vài bã chim cánh cụt cho người chơi thể hiện tốt nhất trong event thôi he he he. Về việc đi mục tối là đi đông cư ửng đó, mình sẽ cố gắng để làm video hướng dẫn mọi người cách qua bẫy nha. Linh tinh luyên thuyên nhiều rồi, giờ thì mời quý vị khán giả trở lại với chủ đề chính của video thôi nhỉ. Nói chủ đề cho sang mồm, chứ cái xe du này đây là tậu thứ 8 hay thứ 9 cờ mờ nó rồi. À, mình sẽ làm thêm một kênh YouTube về Liên Quân nữa, mà mình không có tài khoản xịn và đánh cũng gà, vậy nên mong mọi người trợ giúp, má lại bị lạc chủ đề, mà cũng do video không có gì để tấu hài hết, cứ vác Anki với Doe đi đập đá quay tay lặp đi lặp lại, chả có gì mới. Chơi cái game này để tối ưu, không bị tốn nhiều thời gian thì tốt nhất các bạn lên đi farm, đập 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 chết con đỉ mẻ mấy cục đá luôn, farm nhiều vào sau này dùng cho thoải mái, chứ cứ farm vừa đủ đến lúc dùng hết lại phải vác đi farm, giờ kiếm thêm được con quét ta để bắt nữa là hết ý luôn, farm khỏi bàn luôn, mà cũng bảo vệ môi trường bằng cách trồng cây chứ nhỉ. Nói là bảo vệ môi trường vậy chứ cứ đi đập đá, chặt cây đây trồng cây thì cũng méo hiểu kiểu gì luôn he he he. Cũng vài video rồi chưa kể cho mọi người về lịch sử khủng long nhỉ, chính vì thế video này mình đã quyết định cùng mọi người tìm hiểu về lịch sử của Raptor, đây chính là nỗi kinh hoàng của những người mới chơi game, với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ pick ra xua của các đáng, nó sẽ lao đến chỗ bạn khi bạn vẫn đang loanh hoanh với một đống câu hỏi trong đầu, ngay khi tiếp cận bạn sẽ bị nó đè ra mà làm gì thì tùy suy nghĩ của mọi người, kết hợp với màn đêm buông xuống, nó sẽ trở thành nỗi kinh hoàng thật sự, khi mà bạn đang mò mẫn trong bóng tối, thì từ đâu ra chúa tể bóng tối chúa tể bóng tối giặc từ lao đến với quân bài quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết hữu dụng, một lần nữa bạn sẽ lại đè ra, những tiếng rên sướng liên tục được vang lên trong màn đêm sâu thẳm, sau một hồi nó kết thúc, bạn trở lại với một khung cảnh quen thuộc, đó là nhìn vào bàn tay của và tự nhủ con chó Raptor, mặc dù nó là con khủng long he he he, nó chỉ đáng sợ ở những giây phút đầu của game, ngay sau khi bạn có đồ rồi thì Raptor nó không có tuổi luôn, giống như việc Z combo một con ga gen phun tanh vậy, ai chơi liên minh huyền thoại chắc hiểu, ngay cái giây phút Raptor nó lao vào, thay vì như ở đầu game là bạn sẽ làm chờ đợi cái chết, thì khi bạn đã có một chút đồ, những phát cắn chỉ như mũi đốt inlock, ngay sau cú đè hấp diêm kết thúc thì số phận của con đỉ Raptor cũng sẽ được định đoạt, lúc đó thì xiên chết đỉ luôn, lại linh tinh luyên thuyên rồi, cơ mà lười quá, hẹn các bạn cùng tìm hiểu với mình về loài Raptor ở video sau nha, như mọi khi nhưng lần này sớm hơn một chút, đó chính là mình cạn cờ mờ nó văn luôn rồi đây này, mỏi tay mỏi mắt muốn đi ngủ quá, mong các bạn thâu in cảm, chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ, mình sẽ chia sẻ file khi sinh tồn ổn hơn nữa nha, còn link nhạc mình sẽ để dưới mô tả video.
Video tập này đến đây cũng hết rồi, rất mong gặp lại quý vị vào những video tiếp theo, giờ thì bye bye and see you again.